Đội Tây Huyền xin được kính chào toàn thể tất cả các bác đến với kênh YouTube Đội Tây Huyền. Vâng, video đây Đội Tây Huyền giới thiệu tới các bác một cái món quà mà các bác có thể dùng để tặng vào ngày 14 tháng 2 hay ngày 8 tháng 3 sắp tới, là một cái em máy massage mắt Panasonic đến từ Nhật Bản các bác nhé. Chúng ta nhìn thấy rõ chữ Made in Japan này, với model là EH-SW01. Và với cái em máy massage này thì sử dụng cho những đối tượng nào? Thứ nhất là những người dân văn phòng thường xuyên phải nhìn máy tính, sách vở khiến cho đôi mắt luôn trong tình trạng căng thẳng, thì chúng ta cần phải massage thư giãn mắt. Và em nó có hai chế độ nhiệt độ, chúng ta thấy đây, thấp và cao. Nhiệt độ thấp thì là mức nhiệt là 38 độ C, còn nhiệt độ cao là 40 độ C. Có 3 chế độ rung chúng ta có thể lựa chọn để massage tác động vào chính xác các huyệt đạo quanh đôi mắt các bác nhé, để giúp thư giãn các mạch máu, dây thần kinh bao quanh xung quanh mắt của mình. Đây là giảm cái hiện tượng quầng thâm dưới mắt và thêm sáng bừng cho đôi mắt của chúng ta luôn. Và cái em nó thì giá hiện nay, cái giá khai xuân đầu xuân năm mới Giáp Thìn là chỉ với là 1.200.000 đồng. 1.200.000 đồng chúng ta sở hữu ngay được một cái em máy Panasonic mà mới tới 98%. Đây là cái dây sạc của em nó đây. Dây sạc thì chúng ta có thể cắm trực tiếp vào điện 220 của Việt Nam mình được, vì điện áp của cái em này giải rất là rộng, từ 100V cho đến 240V luôn. Đó, giá 1.200.000 đồng, có bảo hành 6 tháng và hỗ trợ trọn đời sau bảo hành cho các bác. Đó, máy thì rất là nhẹ tay, pin sạc thì chỉ cần sạc trong khoảng 1 tiếng đồng hồ thôi. Đó, thì em máy này sản xuất tại Nhật Bản luôn. Đó, và em này thì có cái màng ở bên trong có thể là cấp ẩm bằng việc là cho cái màng đấy, cái màng lưới đấy, chúng ta lấy ra xong chúng ta hứng dưới nước các bác nhá, để không cho cả máy vào dưới nước để hứng đâu các bạn. Đấy, chúng ta chỉ đây chỉ là cái màng lưới đấy, chúng ta lấy ra như này, rất là dễ dàng sử dụng luôn. Và với một cái em máy massage này thì nó sẽ rất là hiệu quả khi chúng ta sử dụng thường xuyên và liên tục. Nó khác hẳn so với những cái dòng máy massage mắt mà trên thị trường chúng ta đang thấy là giá chỉ có vài trăm nghìn đồng thôi, vì em đây là sản xuất tại Nhật Bản, nội địa Nhật các bác nhé. Đó, cái phần mút cao su này nó ôm trọn vào mắt nên chúng ta có thể tháo ra để chúng ta vệ sinh nếu như chúng ta thấy nó có bị bụi bẩn các thứ, vệ sinh rửa một cách rất là dễ dàng luôn. Ngoài mẫu này ra, Đồ Tây Huyền còn rất nhiều mẫu máy massage mắt khác nữa, có cả dòng máy full hộp luôn. Và em này thì mới tới 98% cho các bác, rất là phù hợp với túi tiền và cũng rất là phù hợp khi chúng ta mang đi làm quà tặng trong các dịp lễ Tết, ví dụ như là ngày 14 tháng 2 ngày mai này, hay là ngày 8 tháng 3 sắp tới nữa, rất là phù hợp với các chị em, vì chị em nào thì cũng rất là có nhu cầu về làm đẹp, đặc biệt là đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn của chúng ta. Rất là gọn nhẹ đúng không ạ? Panasonic chuẩn của Nhật Bản luôn. Đây cái lỗ cắm sạc Made in Japan luôn cho các bác luôn nhá. Và hàng nội địa Nhật, chất lượng Nhật, giá thì vô cùng là ưu đãi phải chăng. Bác nào đã ưng ý em nó thì hãy liên hệ ngay Đồ Nhật Tây Huyền theo số điện thoại Zalo góc phải màn hình chúng ta đang thấy, 0936 811 346. Ngoài ra đây là chính là cái em máy phun hộp mà Đồ Nhật Tây Huyền vừa mới nhắc tới các bác luôn. Và Đồ Nhật Tây Huyền thì có bán hàng trực tiếp tại địa chỉ số 9 ngõ 114 đường Hậu Ái, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Hoan nghênh các bác đến xem và mua hàng trực tiếp hoặc có thể liên hệ qua Zalo. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo của shop.